Xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Hyundai i10 2022. Trước tiên để đến với video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ và nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Hyundai Grand i10 2022 tiếp tục được phân phối với hai biến thể là hatchback và sedan, chia ra thành 6 phiên bản đi cùng mức giá bán dao động từ 360 tới 455 triệu đồng. Và ngay sau đây là tổng quan mức giá lăn bánh ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số các tỉnh thành. Kính mời các bạn tham gia theo dõi. Bước sang thế hệ mới, kích thước tổng thể của Hyundai i10 2022 ở cả hai biến thể sedan và hatchback đều lớn hơn so với các phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe lần lượt là 3.850mm x 1.680mm x 1.520mm, tăng thêm 85mm về chiều dài, 20mm về chiều rộng và 15mm về chiều cao. Trong khi đó, biến thể sedan có kích thước tổng thể là 3.995mm x 1.680mm x 1.520mm, tăng 20mm về chiều rộng, 15mm về chiều cao, mũi xe hạ thấp khoảng 20mm. Trên cả hai biến thể, chiều dài trục cơ sở được kéo dài thêm 25mm. Với các thông số này, i10 hiện tại là mẫu xe có kích thước lớn nhất phân khúc, mang lại cho xe một dáng vẻ thể thao, cá tính, nhưng bên trong lại rộng rãi hơn so với các đối thủ. Xét về tổng quan thiết kế ở phần đầu của Hyundai i10 2022, xe được trang bị một bộ lưới tản nhiệt mới kết hợp với dãy đèn DLL bố trí ở hai bên, vuốt rộng ra phía sau, trông sắc sảo và gai góc hơn. So với bản cũ, nắp capo mới nay đã có thêm hai đường gân dập nổi ở giữa trung tâm. Phiên bản 2022 cũng đã được loại bỏ thanh chrome chạy ngang logo xe, tương tự giống như người đàn anh Hyundai Elantra. i10 2022 sở hữu một cụm đèn chiếu sáng chính cũng đã được làm mới, đẹp hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Xe vẫn được sử dụng công nghệ chiếu sáng halogen chóa sáng phản xạ. Khu vực đèn sương mù và đèn LED chạy ban ngày được cách tân, trông thể thao và bắt mắt hơn nhiều. Kết hợp với công nghệ thấu kính ProRector cho luồng sáng tốt hơn, phá sương tốt hơn. Ngoài ra, Hyundai i10 2022 cũng đã được trang bị thêm đèn chờ thông minh. Chiều dài tổng thể được tăng thêm kết hợp cùng các đường gân chạy dọc, khiến cho dáng xe của i10 2022 nhìn từ phía thân xe trông trường hơn, thanh thoát hơn rất nhiều. Xe được trang bị một bộ la răng kích thước 15 inch với thiết kế Diamond Cut và hai tông màu thể thao, tạo nên vẻ trẻ trung và hiện đại. Trên cả hai phiên bản sedan và hatchback đều có trụ C và viền cửa sổ màu đen, tạo hiệu ứng thể thao và sang trọng. Bên hông, các chi tiết trang trí như tay nắm cửa mạc chrome, vè xe dập nổi cũng giúp cho thân xe trông sang trọng và thời trang hơn nhiều. Gương chiếu hậu của i10 2022 có khả năng chỉnh gập điện, tích hợp báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm, chức năng sấy, rất thuận tiện cho điều kiện thời tiết nồm ẩm như ở Việt Nam. Tương tự phần đầu xe, đôi xe của Hyundai i10 2022 cũng sở hữu những đường nét dứt khoát, sắc sảo và khỏe khoắn hơn. Trên phiên bản hatchback là cụm đèn hậu kích cỡ lớn tạo dáng tròn, còn trên phiên bản sedan là cụm đèn LED cách điệu, dạng tia sét, mang lại hiệu ứng ánh sáng đẳng cấp và sang trọng hơn. Bước vào bên trong nội thất của Hyundai i10 2022, chào đón người dùng bằng phong cách thiết kế nội thất đều nhấn mạnh sự tiện dụng, khoa học trong cách bố trí phím chức năng, giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác sử dụng. Khoang lái của i10 2022 có thiết kế hoàn toàn mới, tạo hiệu ứng nổi bật bằng các họa tiết vây cá 3D dập nổi trên bảng táp lô trung tâm, mang lại vẻ hiện đại và sang trọng. Trên phiên bản mới, cụm đồng hồ đo tốc độ dạng cơ truyền thống nay đã chuyển sang sử dụng dạng analog điện tử, rất đẹp mắt và tinh tế. Vô lăng của i10 2022 là loại 3 chấu thể thao, sử dụng da mềm, tích hợp một số các phím bấm chức năng như đàm thoại rảnh tay, ra lệnh bằng giọng nói, tăng giảm âm lượng và đặc biệt là Cruise Control. Hiện tại, đây là mẫu xe hạng A duy nhất trong phân khúc sở hữu tính năng này. Trên Hyundai i10 2022, xe được trang bị màn hình trung tâm đã được nâng cấp lên kích thước 8 inch, có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, Radio, MP4, trợ lý ảo Kiki, bản đồ vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam, đi kèm với hệ thống 4 loa trong xe. Hệ thống điều hòa trên phiên bản mới là loại chỉnh cơ, tuy nhiên nay đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau với khả năng làm mát nhanh, giúp chủ xe không cần phải hạ thấp nhiệt độ xuống để làm mát cho không gian phía sau, từ đó tiết kiệm nhiên liệu hơn, đồng thời người ngồi hàng ghế trước cũng sẽ có cảm giác không quá lạnh. Bên cạnh đó, chìa khóa thông minh đi cùng nút bấm cảm biến bên trên tay nắm cửa, hệ thống khởi động bằng nút bấm vẫn là những trang bị có sẵn từ trên phiên bản cũ. Với chiều dài tổng thể và trục cơ sở được tăng thêm, các hàng ghế trên Hyundai 10 trước đây đã khá rộng rãi,
giờ đây lại càng thoải mái hơn, ghế phụ có thể dịch chuyển được 4 hướng và ghế lái điều chỉnh 6 hướng bằng cơ. Tất cả các biến thể đều được sử dụng duy nhất một loại động cơ Kappa 1.2 lít, sản sinh ra công suất 83 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 114 Nm, xe vẫn sử dụng hộp số tự động 4 cấp hoặc 5 cấp số sàn. Sử dụng hệ thống dẫn động cầu trước, hệ thống treo phía trước kiểu MacPherson, phía sau kiểu dạng rậm xoắn. Hyundai 10/2022 sử dụng hệ thống khung gầm có tới 65% chất liệu thép cường lực tân tiến, giúp tăng cường khả năng chịu lực cho xe khi xảy ra va chạm. Đây cũng là điểm khác biệt lớn so với phiên bản cũ. Danh sách những trang bị công nghệ an toàn trên Hyundai i10/2022 bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, camera lùi cảm biến lùi, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến áp suất lốp đi cùng với hai túi khí an toàn. Cảm ơn quý vị đã tham gia theo dõi video clip. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.